Ok, ở đây thì mình vào cái phần doanh thu tài chính này. Em tạo cái phần giá trị đơn hàng trung bình theo thời gian. Đây mình có thể chỉnh xem chi tiết này, xem tổng quan này. Đến đây thì nó sẽ chỉnh theo năm cho mình. Còn nếu mà xuống đây dần dần này, cái này xem chi tiết theo từng tháng này. Cái này theo từng quý này. Trên này. Chỗ này theo từng quý, này từng quý của năm. Mình có thể zoom to đây. Nhấn vào đây này. Chỗ này nhấn vào phần view. Click view. Ở với chiều dài chủ động. Để mình lấy cho nó rõ. Xem chi tiết nữa đây. Cái này là xem theo tháng này. Đây, tháng October, November. Đây chi tiết nữa theo ngày, nhưng mà theo ngày nó hơi rối. Nên thường thì em để cho tháng vậy cũng được. Mình quan sát theo tháng. Chị đang trung bình của mình. Được tháng 1 này cũng chỉ có tầm hơn triệu rồi. Sang tháng 2, 3 này. Là về phần giá trị đơn hàng trung bình. Còn đây mình có thể xem chi tiết theo từng cái địa lý này, vùng miền này. Đây nhấn giữ control nhé. Control rồi mình đổi đi. Đây theo thời gian này. Nó cũng giống như cái vừa nãy rồi. Mình sẽ nhấn vào đây để xem chi tiết. Cất mode này. Ok. Đây mình sẽ xem chi tiết theo từng cái. Đây là từng cấp, cấp quý này. Nhấn phát nữa này. Theo từng tháng này. Mình nhấn dấu cộng này cũng được. Hoặc là mình nhấn vào đây. Nó cứ động đi sâu cho mình. Đây là theo từng ngày này. Ngày bình thường này. Ngày C cuối tháng. Giữa tháng này. Đây ví dụ mình chỉ muốn xem từ đầu năm đến giờ thôi. Thì mình sẽ vào phần bộ lọc. Đây lọc hai năm 2023 nhé. Ok, thoát bộ lọc rồi. Control click. Rồi. Cái này đổi lại. Đây, năm 2023 đây. Chúng ta zoom to này. Đây, xem từng tháng nhé. Thì đây mình thì biết được là giá trị đơn trung bình này, phí ship trung bình này, tổng giá trị đơn hàng này, tỷ lệ cơ cấu nó chiếm bao nhiêu, ví dụ quý 1 chiếm 32%, quý 2 nó chỉ có 2 tháng thôi, chiếm 30%, 27%. Đây chỗ đây thì mình biết được cái giá trị trung bình, nó dự đoán cho mình. Tổng số đơn hàng, đơn trung bình đây. Trên đây dự đoán vào năm 2023, toàn năm thì đấy. Còn nếu mà muốn xem chi tiết nữa thì mình sẽ nhấn theo chi tiết như thế này. Muốn xem theo từng giờ, đây mình nhấn vào hai mũi tên song song thôi. Đây theo từng ngày, theo từng day number, theo từng ngày trong tuần. Nhấn vào đây phát nữa. Đây theo từng giờ. Đây là theo từng giờ trong ngày, từ 2023 đến giờ. Đấy, thì chỗ này đậm nhất là cái vào lúc 0 giờ. Đơn là 0 giờ nhiều nhất đến tầm 11 giờ. Đây nó cứ khoảng khoảng này là nhiều nhất này. Rồi ban đêm thì nó cũng đều đều nhau thôi. Ví dụ như sau 20 giờ đến 23 giờ cũng nhiều này. Đây, chỗ này 0 giờ nhiều nhất, là người ta săn sale nhiều nhất. Để mình xem chi tiết theo giờ, còn xem theo địa lý thì mình sẽ đổi chế độ đi. Control này. Okay. Đây là theo vùng miền tỉnh thành. Đây theo lý do nữa. Đây, đơn bình thường này. Đơn bình do ra thất bại này. Có từng tỉnh thành nhé. Ở đây xem được theo các tỉnh thành tỉnh nào có phí ship rẻ nhất, vùng miền nào rẻ nhất. Đây, sắp xếp. Đây, Bình Thuận là phí ship cao nhất. Sẽ phép dưới lên nhiều khi đơn không đồng Lai Châu đi Sơn La anh giá này, sẽ phép từ trên xuống thì Hà Nội nhiều đơn nhất đến Bắc Ninh, đa phần là đơn ở Hà Nội nhiều, Sài Gòn miền Trung thì có Đà Nẵng, nhưng mà Đà Nẵng vẫn ít, có 1,7 rồi, Đà Nẵng là ít đơn, có Hồ Chí Minh với lại Hà Nội là nhiều nhất.
đây, để mình xem chi tiết này. Hai tỉnh top 3 là Đồng Nai,